Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Ở video clip này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập để bước vào kỳ thi giữa học kỳ 1 sắp tới. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 1 thì chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút. Hình thức kiểm tra là 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn kiểm tra giữa học kỳ 1 chúng ta có 3 bài. Bài số 1, tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Bài số 2, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Bài số 3, lao động cần cù và sáng tạo. Về phần nội dung ôn tập, về lý thuyết, các em xem kỹ cho cô phần nội dung bài học mà chúng ta đã viết trong tập. Về phần bài tập, chúng ta sẽ xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đề cương ôn tập cũng như là video clip mà cô sẽ gửi lên trên trang web. Chúng ta sẽ bước vào phần lý thuyết. Bài đầu tiên, tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Một nhỏ, một số truyền thống của dân tộc, ví dụ như truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học, truyền thống đoàn kết, truyền thống nhân nghĩa, cần cù lao động, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống uống nước nhớ nguồn, vân vân. Hai nhỏ là giá trị của các truyền thống. Vậy thì những truyền thống tốt đẹp có giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, xã hội, kinh tế. Cái thứ hai nữa là nó là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Ba nhỏ là những biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Thứ nhất, trân trọng, hãnh diện và giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống. Thứ hai nữa là học sinh cần phải tìm hiểu, tôn trọng, giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Và đồng thời phê phán, lên án cũng như là ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. Bài số 2, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Một nhỏ, những biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Mỗi dân tộc đều có những đặc trưng khác nhau, ví dụ như là màu da, ngoại hình, vân vân. Và mỗi nền văn hóa đều có sự khác biệt về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, phương thức sinh hoạt, ẩm thực, trang phục, nghệ thuật, kiến trúc, ba chấm. Hai nhỏ, ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cá nhân luôn sẵn sàng học hỏi để có thể hòa nhập và phát triển, trở thành công dân toàn cầu, phát huy được bản sắc của dân tộc mình và mở rộng các mối quan hệ giao lưu, hợp tác. Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Ba nhỏ, cách rèn luyện. Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới, chúng ta cần tôn trọng tiếng nói, trang phục, tập quán, nghi thức, sẵn sàng tiếp thu và học hỏi những tiến bộ, thành tựu của các dân tộc, các nền văn hóa khác trên thế giới. Ba chấm. Học sinh cần phê phán những hành vi kỳ thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa một cách phù hợp. Bài số 3, lao động cần cù sáng tạo. Chúng ta sẽ bước vào phần 1 nhỏ là khái niệm thế nào là cần cù, thế nào là sáng tạo. Cần cù là chăm chỉ, chịu khó một cách thường xuyên trong công việc. Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi trong lao động. Hai nhỏ, biểu hiện của cần cù sáng tạo trong lao động. Biểu hiện của cần cù là làm việc thường xuyên, đều đặn, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách. Biểu hiện của sáng tạo là luôn suy nghĩ, tìm và phát hiện ra cách làm mới, hiệu quả, đem lại kết quả cao hơn trong công việc. Ba nhỏ, ý nghĩa là phẩm chất cần thiết, là điều kiện giúp con người nâng cao vốn hiểu biết, rèn luyện các kỹ năng, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong công việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Bốn nhỏ, việc làm để thể hiện sự cần cù sáng tạo trong lao động. Học sinh chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, tìm ra những cách thức làm việc phù hợp để đạt hiệu quả cao trong công việc.
cần trân trọng thành quả lao động quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù sáng tạo. Phê phán biểu hiện sự chây lười thụ động trong lao động. Chúng ta vừa mới tìm hiểu xong lý thuyết của 4 bài ôn và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần trắc nghiệm. Câu hỏi số 1. Em cần làm như thế nào để cải thiện điểm số của mình trong học kỳ tới? A. Chăm chỉ học hành, làm thêm các bài tập. B. Tìm ra các cách làm bài hiệu quả cho các môn. C. Tìm cách giải tỏa bớt áp lực để việc học được dễ dàng hơn. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Và đáp án của cô là D. Câu số 2. Những sáng tạo trong lao động có tác động thế nào đến cuộc sống của người lao động? A. Có thêm các cách làm, công cụ giúp tăng năng suất lao động, cắt giảm sức người. B. Bộ sưu tập về các máy móc phát minh. C. Nguồn việc làm dồi dào. D. Đất canh tác được cải thiện. Và gợi ý trả lời của cô là câu A. Câu số 3. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo và cần cù trong học tập? A. Chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp. B. Luôn tìm cách giải quyết việc một cách nhanh nhất. C. Có kế hoạch hợp lý cho từng môn học. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Và câu trả lời của cô là câu D. Câu số 4. Việc ăn và tìm hiểu cách làm món bánh có nguồn gốc từ nước ngoài thể hiện sự tôn trọng về mặt nào? A. Ẩm thực. B. Bản sắc văn hóa. C. Tính cách. D. Ngôn ngữ. Và đáp án của cô là A. Câu số 5. Hãy kể tên những khó khăn mà những người bị phân biệt chủng tộc phải gánh chịu. A. Bị đối xử bất công. B. Cơ hội về việc làm giảm. C. Không được nhận các đãi ngộ xã hội thích đáng, tiếp cận với các chính sách thuộc về mình. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Và câu trả lời của cô là D. Câu số 6. Vì sao chúng ta cần phải sáng tạo trong lao động? A. Sẽ bị tụt hậu, chậm phát triển. B. Sẽ không có thêm nghiên cứu nào. C. Không có ứng dụng nào ra đời. D. Bị thua trên các hội thảo về phát minh sáng tạo. Và câu trả lời của cô là A. Câu số 7. Để hướng tới những điều tốt đẹp thì mọi người cần A. Bao dung cho những điều sai trái. B. Chung tay bảo vệ lẽ phải. C. Làm những gì có lợi cho bản thân. D. Đáp án khác. Và câu trả lời của cô là B. Câu số 8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? A. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập. B. Cần học tập tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc. C. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập. D. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài. Và câu trả lời là B. Câu số 9. Em có thể tìm hiểu văn hóa của một quốc gia thông qua đâu? A. Tham gia các hội thảo chia sẻ về các nền văn hóa. B. Đọc sách báo. C. Xem phim ảnh. D. Cả ba đáp án đều đúng và câu trả lời của cô là D. Câu số 10. Đâu là việc nên làm để thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc? A. Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. B. Tìm đọc các sách báo, tài liệu nói về tập quán, phong tục của dân tộc. C. Tích cực tìm hiểu về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Và câu trả lời của cô là D. Câu 11. Biểu hiện của không tự hào về truyền thống của dân tộc qua việc làm nào? A. Học hành chăm chỉ, đạt nhiều giải thưởng. B. Chung tay xoa dịu mất mát với đồng bào lũ lụt. C. Xuyên tạc, châm biếm về các sự kiện lịch sử. D. Tham gia nghĩa vụ quân sự. Và câu trả lời là C. Câu số 12. Hành động nào dưới đây học sinh nên làm? A. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn. B. Biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình theo hướng tích cực. C. Khích lệ động viên bạn bè có thái độ hành vi bảo vệ lẽ phải. D. Cả ba đáp án trên đều đúng. Câu trả lời của cô là D. Câu 13. Những sáng tạo trong lao động tác động thế nào đến cuộc sống của người lao động? A. Có thêm các cách làm,
công cụ giúp tăng năng suất lao động cách giảm sức người, B. Bộ sưu tập về các máy móc phát minh, C. Nguồn việc làm dồi dào, D. Đất canh tác được cải thiện. Gợi ý trả lời của cô là câu A. Câu 14. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo và cần cù trong học tập? A. Chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp. B. Luôn tìm cách giải quyết việc một cách nhanh nhất. C. Có kế hoạch hợp lý cho từng môn. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Câu D. Câu 15. Các truyền thống của Việt Nam không mang lại giá trị nào sau đây? A. Là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. B. Hòa tan các giá trị văn hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập. C. Nuôi dưỡng, hình thành các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. D. Là tài sản quý báu được tổ tiên tạo dựng, lưu truyền từ ngàn xưa đến nay. Câu trả lời của cô là câu B. Chúng ta bước vào phần tự luận. Câu số 1. Khi tìm hiểu về ẩm thực của các nước trên thế giới, bạn hát cùng các bạn đọc và xem nhiều đoạn phim ngắn về các ăn uống của các nước. Bạn mờ bỗng nhiên cười to và có thái độ khá tiêu cực. Khi xem đến đoạn ăn bắp tai của một số quốc gia, bạn mờ bảo, ăn như thế này mất vệ sinh và kém văn minh quá. Cả lớp đều quay lại nhìn bạn mờ. Câu hỏi, em có đồng tình với hành động của bạn mờ không? Vì sao? Nếu là bạn của mờ, em sẽ khuyên bạn mờ như thế nào? Học sinh rèn luyện thế nào để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới? Ở câu số 3 thì các em phải học thuộc phần rèn luyện, trong phần khám phá thì các em mới trả lời được. Và sau đây là gợi ý câu trả lời của cô là em không đồng tình với hành động của bạn mờ bởi vì mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng văn hóa riêng biệt. Ví dụ như người Ấn Độ, người ta dùng tay bóc đồ ăn bởi vì người ta cho rằng đồ ăn thức uống mà họ có được là do đấng tối cao ban cho, nên họ phải đón nhận bằng tay trần một cách thành kính. Câu B, nếu là bạn của mờ, em sẽ khuyên bạn là nên giữ trật tự để xem và nên tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác để nhằm nâng cao cái vốn hiểu biết của bản thân mình. C, cách rèn luyện, ở phần này các em phải học thuộc phần ghi nhớ trong hai la mã khám phá, tôn trọng tiếng nói, trang phục, tập quán, nghi thức, sẵn sàng tiếp thu và học hỏi những tiến bộ, thành tựu của các dân tộc, các nền văn hóa khác trên thế giới, phê phán những hành vi kỳ thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa một cách phù hợp. Câu số 3. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến trên, vì sao? A. Tiếp thu văn hóa của dân tộc khác là sẽ làm mất đi giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc mình. B. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng. C. Không có nền văn hóa lớn và nền văn hóa nhỏ, chỉ có các nền văn hóa khác nhau. D. Đoàn kết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc là một trong những việc làm để chống lại phân biệt chủng tộc. E. Sử dụng pha trộn nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp là thể hiện sự sành điệu thức thời. F. Công ty A không tuyển dụng người châu Á. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô đối với câu A là không đồng tình, bởi vì mỗi dân tộc đều có những cái hay, cái đẹp để chúng ta học hỏi. Việc học hỏi tiếp thu có chọn lọc nét đẹp văn hóa của các dân tộc khác sẽ giúp chúng ta bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm văn hóa dân tộc của mình. Câu B là đồng tình bởi vì các dân tộc trên thế giới tuy có sự khác biệt nhất định về màu da, ngoại hình, văn hóa, v.v. song đều bình đẳng với nhau. Câu C là đồng tình bởi vì ở một vùng nói riêng và trên thế giới nói chung có sự tồn tại của nhiều nền văn hóa, dạng thức văn hóa và cách biểu đạt văn hóa, v.v. Mỗi nền văn hóa ấy lại có những nét đặc trưng, nét đẹp riêng đáng để chúng ta học hỏi tiếp thu. Đối với câu D là đồng tình bởi vì một trong những việc làm để chống lại sự phân biệt chủng tộc chính là đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, v.v. Ngoài ra chúng ta cũng cần có cái tinh thần dũng cảm, sự bao dung và lòng yêu thương con người. Đối với câu E là không đồng tình bởi vì việc sử dụng pha trộn, lạm dụng nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp sẽ làm mất đi nét đẹp, sự trong sáng của ngôn ngữ, đồng thời cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với ngôn ngữ bản địa. Câu F không đồng tình bởi vì quyết định từ chối những người châu Á và làm việc của công ty A là hành động không đúng, thể hiện sự phân biệt chủng tộc và văn hóa.
Bài kế tiếp, em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến trên, vì sao? A. Bạn H luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường. B. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm cách giải khác hay hơn. C. Trong hoạt động thảo luận nhóm, bạn B rất ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè. D. Mỗi tuần bạn T cùng với nhóm bạn trong câu lạc bộ cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Những việc làm thể hiện sự cần cù sáng tạo. Bạn H cố gắng nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường. Bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm cách giải bài toán hay hơn. Bạn T vẽ tranh bằng bút sáp tái sử dụng. Cô giải thích rằng bởi vì trong quá trình học tập, các bạn H, T, M đã nỗ lực chăm chỉ để vượt qua khó khăn, luôn tìm tòi sáng tạo, phát hiện ra những cách làm mới để đem lại kết quả và chất lượng tốt hơn. Việc không thể hiện sự cần cù sáng tạo đó là bạn B thường xuyên ỷ lại vào bạn bè trong hoạt động thảo luận nhóm. Bởi vì hành động của bạn B cho thấy bạn B có thái độ học tập thiếu tích cực, thiếu sự chăm chỉ và sáng tạo. Bài số 5. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến trên, vì sao? A. Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. B. Bắt chước theo thần tượng trong phim ảnh, mạng xã hội, v.v. thiếu sự chọn lọc. C. Chê bai những người ăn mặc truyền thống là không phù hợp. D. Tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè quốc tế về các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam. Gợi ý trả lời của cô, những việc làm thể hiện sự kế thừa phát huy truyền thống của dân tộc là tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè quốc tế về các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam. Bởi vì những việc làm này xuất phát từ sự trân trọng, hãnh diện về những giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ người Việt Nam đã sáng tạo, tích lũy và trao truyền lại. Vậy là cô và các em đã ôn xong phần lý thuyết cũng như trắc nghiệm và bài tập để có thể bước vào học bài và làm bài kiểm tra giữa kỳ cho thật tốt. Cô mến chúc các em có một bài thi thật là xuất sắc. Thân ái chào tạm biệt các em.